Vì sao Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Việt Nam 2023? Bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2023, nói Lê Hoàng Phương đáp ứng đủ 4 yếu tố của tổ chức Miss Grand International, gồm vóc dáng, sắc đẹp, trí tuệ và kinh doanh. Trả lời Ngôi Sao Rạng Sáng ngày 28 tháng 8, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2023, cho biết trước chung kết, Lê Hoàng Phương là thí sinh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Trên một số nền tảng mạng xã hội, bà tiết lộ bị fan của nữ kiến trúc sư dọa phải để cô đăng quang. Đọc bình luận đe dọa, tôi thấy vui khi khán giả dành tình yêu lớn cho một ứng viên mạnh. Điều này thể hiện sự nhìn nhận của số đông với một nhân tố có nhiều nỗ lực như Phương. Tôi nghĩ điều mà mỗi người quan tâm trong một cuộc thi sắc đẹp hay đánh giá tổng quan về một con người nằm ở việc họ đã nỗ lực như thế nào. Không phải bỗng nhiên Phương được nhiều người yêu mến như vậy. Kết quả Phương đạt được hôm nay giống như việc bạn trồng cây, chăm bón tốt và đến ngày hái trái ngọt, bà nói. Theo bà Trùm Hoa Hậu, sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho Hoàng Phương không gây áp lực với ban tổ chức và ban giám khảo bởi trong cuộc thi, cô được đánh giá là thí sinh chuyên nghiệp, luôn nỗ lực. Phương là thí sinh cũ. Ở các lần thi sắc đẹp trước, Phương không nói được tiếng Anh, vóc dáng chưa đẹp, kỹ năng trình diễn chưa tốt như bây giờ. Bạn trưởng thành qua từng giai đoạn. Bên cạnh công việc người mẫu, bạn hoàn thành tốt việc học và hiện là một kiến trúc sư. Hồ sơ của Phương quá lý tưởng cho các cuộc thi hoa hậu nên việc bạn đăng quang và được ủng hộ là điều dễ hiểu, bà Dung nhận định. Người đứng đầu Miss Grand Việt Nam nhận xét Hoàng Phương đáp ứng đủ 4 yếu tố bắt đầu bằng chữ B của tổ chức Miss Grand International, gồm body, cơ thể, beauty, sắc đẹp, brand, trí tuệ và business, kinh doanh. Bà tiết lộ 90% ý kiến ban giám khảo đồng thuận để Phương đăng quang, 10% tranh luận và đặt cô lên bàn cân với các ứng viên khác. Với ý kiến cho rằng nhan sắc tân hoa hậu có phần già dặn, bà Dung phản hồi, với tôi, nhan sắc một người phụ nữ sẽ không có tuổi. Nói Phương già thì tội cho bạn. Tôi thấy bạn vẫn rất đẹp ở nhóm tuổi đó. Không thể nào áp đặt một Hoàng Phương đẹp như những cô gái 18 đôi mươi. Ở tuổi 28, tôi thấy bạn đẹp mặn mà, rực rỡ. Bạn cũng có sự nghiệp kinh doanh cùng những người bạn của mình. Ở độ tuổi đó, với tôi bạn đã thành công. Trước ý kiến lo ngại vốn ngoại ngữ của Hoàng Phương không đủ để cô dự thi Miss Grand International, bà Dung tiết lộ trong vòng phỏng vấn kín, tân hoa hậu trò chuyện với các giám khảo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bà cho rằng khán giả không nên so sánh Hoàng Phương với những hoa hậu giỏi ngoại ngữ như Bảo Ngọc, Thùy Tiên, Lương Thùy Linh hay Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Tôi nghĩ tiếng Anh của Phương đủ chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Phương có phản xạ, kỹ năng đủ để đáp ứng những đòi hỏi nhanh ở hiện trường, bà Dung cho hay. Trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh nhận xét Hoàng Phương là cô gái truyền cảm hứng. Chịu khó học hỏi, biết làm chủ sân khấu. Hoa hậu Việt Nam 1992 khẳng định không có chuyện thí sinh quê Khánh Hòa được chọn sẵn làm hoa hậu. Ban giám khảo tranh cãi, trăn trở và đánh giá Phương qua nhiều vòng thi. Kết quả là sự đồng thuận của hội đồng giám khảo, được khán giả ủng hộ. Tôi tin Phương sẽ rất sáng ở Miss Grand International, cô nhận định. Lê Hoàng Phương giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 trong chung kết tối ngày 27 tháng 8. Cô sinh năm 1995, quê Khánh Hòa, cao 1,76m, số đo 3 vòng 87, 63, 95cm. Mỹ nhân có kinh nghiệm khi nhan sắc, từng vào top 10, top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 và 2022. Tân Hoa hậu tốt nghiệp loại ngành kiến trúc. Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 là nàng thơ của nhiều nhà mốt. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Cô có hơn một tháng chuẩn bị trang phục, rèn luyện các kỹ năng cát quát, phỏng vấn, ngoại ngữ trước khi tham gia Miss Grand International 2023 vào tháng 10 trên sân nhà. Miss Grand Việt Nam tổ chức nhằm tìm gương mặt tham gia Miss Grand International, một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn thế giới. Năm nay, cuộc thi khởi động từ tháng 6. Thí sinh trải qua các vòng thi phụ gồm áo tắm, người đẹp thời trang, trang phục văn hóa dân tộc. 7 giám khảo cuộc thi gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng ban, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, phó ban,
đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Phó Ban, nhà thiết kế Đỗ Long, siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Kiều Loan và diễn viên Diễm My 9X. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.